rồi một hôm anh ghé qua thăm tìm gặp em cô gái trên ngọn đường tình đi bạn lòng vui được xề hoa đau đớn nhịp trầm thanh dù còn lắm đất thương thì ra anh đã tôi vòng nhỏ và từ ấy người lính có thơ tình tìm người thương thì hãy qua thác gần sẽ ra sợi dây này sẽ biến dàn karaoke nhà các bạn thành bộ phát livestream chuyên nghiệp. Việc của các bạn rất đơn giản, chỉ cần cắm hai đầu dây này vào mixer hoặc là âm ly, đầu dây còn lại chúng ta sẽ cắm vào điện thoại và tín hiệu sẽ được truyền trực tiếp từ dàn karaoke nhà các bạn sang thẳng điện thoại, loại bỏ mọi tiếng ồn, loại bỏ mọi âm thanh của môi trường, các cái âm thanh rác, chỉ lấy tín hiệu của nhạc karaoke và lời hát. Vì vậy âm thanh ra rất sáng, rất sạch và chuẩn như là khi các bạn đang dùng bộ livestream chuyên nghiệp vậy. Cổng output đây ạ, hai đầu output của nó, hai đầu sợi dây cắm vào output, còn đầu còn lại thì cắm vào điện thoại của chúng ta. Mọi người hãy nghe thử chất lượng âm thanh nhá. Nghe thử này. Nghe thử nhá, đây là sợi dây. Bây giờ Kiên cắm vào nhá. Mọi người nghe thử này. Anh Kiên nói gì mọi người không nghe thấy đúng không ạ? Đang nói đấy nhưng mà Hòa để sát mic lại thì mới nghe thấy đấy. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ cái sợi dây này nó chỉ lấy âm thanh từ dàn mixer ra thôi, mà không lấy âm thanh của môi trường nữa. Chính vì thế âm thanh ra rất sạch, hay ạ. Mời nghe thử như bộ livestream luôn nhá. Cô chú các anh chị thấy không ạ? Chỉ bằng một sợi dây thôi, chúng ta đã biến cái dàn karaoke nhà chúng ta này thành bộ phát livestream rất là hay luôn.